Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Mở đầu sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin hôm nay. Giá lạnh kỷ lục tại châu Âu ảnh hưởng tới đời sống cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt tại Gwangju, Jeonnam, Hàn Quốc đón xuân 2017. Thưa quý vị và các bạn, Ba Lan cũng là đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt lạnh kỷ lục tại châu Âu suốt tuần qua. Nhiệt độ tại đây đã có lúc xuống tới âm 20 độ C, khiến nhiều người thiệt mạng, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, kinh doanh buôn bán thì đình trệ. Vậy tình hình kinh doanh của cộng đồng người Việt tại Ba Lan trong đợt rét này đã bị ảnh hưởng như thế nào? Ghi nhận của cộng tác viên VTV4 tại trung tâm thương mại Vulka Koskovska, nơi có gần 1.000 hộ kinh doanh của bà con người Việt. Trung tâm thương mại Vulka Koskovska, nơi buôn bán sầm uất nhất của cộng đồng người Việt tại Ba Lan, mấy ngày rét mướt này cũng trở nên vắng vẻ. Quầy bán đồ len của anh Thắng vốn đang vào vụ làm ăn, vậy mà cũng thỉnh thoảng mới có khách. Năm nay thời tiết của Ba Lan rất là lạnh, tháng 1 rất là lạnh. Những người bán hàng như tôi ở chợ ở buôn ở Ba Lan đây thì là cũng rất mong mỏi khách hàng đến mua bán, nhưng mà thời tiết lạnh quá thì dân người đi chợ bán hàng lẻ ngoài chợ người ta không đi bán được, thì trời âm lạnh và tuyết rơi nhiều thì mọi người không đến mua hàng. Phần lớn bà con người Việt tại đây đều kinh doanh quần áo, mặt hàng vốn bán khá chạy trong mùa đông, nhưng tuyết rơi dày đi lại khó khăn nên cũng ảnh hưởng tới việc buôn bán. Nhiều ảnh hưởng đến công việc, đến buôn bán. Cũng hy vọng rằng là cái đợt lạnh nó sớm qua đi, ấm lên. Thì mong rằng là bà con có cái điều kiện đi lại tốt hơn và sẽ mong là làm ăn sẽ tốt hơn. Theo dự báo thời tiết tại Ba Lan thì trời sẽ còn lạnh kéo dài đến hết tuần này. Bà con tại đây cũng mong rằng trời sẽ ấm dần lên để cộng đồng người Việt chuẩn bị mua sắm đón Tết cổ truyền, cùng nhau đón một cái Tết đầm ấm nơi xứ người. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Một trong những nhiệm vụ giải pháp của đề án là tuyên truyền vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các lớp dạy tiếng Việt, động viên con em người Việt tham gia học tiếng Việt. Đề án nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người Việt Nam ở nước ngoài về tầm quan trọng, lợi ích của việc học tiếng Việt trong phần góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam. Tích cực vận động các hội đoàn, tổ chức cá nhân tâm huyết trên địa bàn và trong nước tổ chức, bảo trợ lớp học tiếng Việt cho con em người Việt Nam ở nước ngoài, phát động phong trào cha mẹ cho con em đi học tiếng Việt đầy đủ, phù hợp với từng lứa tuổi, chủ động vận động chính quyền sở tại, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tổ chức các lớp học tiếng Việt thông qua việc cấp giấy phép hoạt động, cấp mở đất trường, mở lớp cho mọi địa điểm tổ chức dạy tiếng Việt. Về xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu dạy học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, đề án tổ chức xây dựng chương trình tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt 6 bậc, từ bậc 1 đến bậc 6, tổ chức biên soạn tài liệu dạy học tiếng Việt, thực hiện chủ trương từ một chương trình có thể biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa. Đề án cũng yêu cầu thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên dạy tiếng Việt, cung cấp tài liệu, bồi dưỡng giáo viên qua cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến, theo đề án tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngày 10 tháng 1, tại Phủ Tổng thống Philippines, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Philippines Trương Triều Dương đã được Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trao tặng huân chương Sikatuna hạng vàng, phần thưởng cao quý nhất của chính phủ Philippines dành cho người đứng đầu một cơ quan đại diện nước ngoài tại Philippines để ghi nhận những đóng góp quan trọng của họ vào sự phát triển quan hệ với nước Cộng hòa Philippines. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Duterte khẳng định những kết quả mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua. Đại sứ Trương Triều Dương đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc của mình tới Ngài Tổng thống và Chính phủ Philippines về món quà đặc biệt và đầy ý nghĩa này. Đại sứ cho biết bản thân hết sức bất ngờ khi là nhà ngoại giao duy nhất cho tới nay được ông Duterte trao tặng danh hiệu trên. Tại buổi lễ, Đại sứ Trương Triều Dương cũng chuyển tới Tổng thống Duterte lời cảm ơn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau những giúp đỡ của phía Philippines đối với những trường hợp ngư dân Việt Nam vừa được hồi hương trong thời gian qua.
Xin được chuyển sang những thông tin về các hoạt động vui xuân đón Tết của bà con ở một số nơi trên thế giới. Thưa quý vị, Hội người Việt Nam tại khu vực Gwangju Chanam, Hàn Quốc vừa tổ chức chương trình đón Tết 2017. Lễ hội được diễn ra trong không khí đầm ấm với sự sum họp của hàng ngàn bà con kiều bào tại khu vực Gwangju Chanam nói riêng và tại Hàn Quốc nói chung. Trung tâm văn hóa lớn nhất khu vực Chanam với sức chứa khá lớn dường như cũng không đủ cho hàng ngàn bà con người Việt vui Tết. Từ mấy năm nay, bà con ai cũng muốn tới tham dự chương trình đặc biệt này. Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều trò chơi truyền thống. Cuộc thi gói bánh chưng thu hút khá nhiều người tham gia. Ai cũng hào hứng, thích thú khi tự tay mình làm ra chiếc bánh chưng truyền thống của dân tộc. Chung vui với Tết của cộng đồng người Việt, đông đảo bạn bè người Hàn Quốc cũng tới biểu diễn một số tiết mục, qua đó thúc đẩy giao lưu giữa hai dân tộc. Vì thế, dù ở xa và không thể về đón Tết cùng với gia đình, nhưng dường như mỗi người Việt ở đây cũng đều cảm thấy ấm lòng, được chia sẻ những yêu thương trong ngày hội đặc biệt này. Bọn em đến đây là một cơ hội rất là tốt để giúp đỡ anh em cộng đồng có cơ hội gặp gỡ sau những ngày lao động cũng như là cái sinh hoạt vất vả ở bên nước xứ người, và cũng như là một số anh chị em cộng đồng về Việt Nam chúng ta không thể về Việt Nam quê ăn Tết, thì chúng tôi cũng đây là một chương trình để muốn mở ra để có những cái động viên chia sẻ đặc biệt với cộng đồng, và mong cộng đồng sẽ có những cái nỗ lực gắn bó tốt hơn khi mà đang sinh sống nằm ở trên đất nước bạn. Đón Tết Nguyên đán truyền thống của dân tộc sớm hơn ở quê nhà, nhưng tinh thần sum họp vui vầy ngày Tết chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người Việt nơi đây. Cũng nhân dịp năm mới 2017, tối ngày 7 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Hội Việt Kiều tại Chennai tổ chức cuộc gặp mặt đón Tết Đinh Dậu cho cộng đồng người Việt tại Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ. Nhân dịp này, Hội Việt Kiều tại Chennai đã trao đổi về phương hướng hoạt động cộng đồng trong năm 2017, trong đó có việc tham gia Tổng hội Người Việt tại Ấn Độ và mở lớp tiếng Việt hàng tuần cho trẻ em Việt Kiều tại đây. Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, mang đậm chất văn hóa Việt Nam với những món ăn truyền thống cùng các bài hát mừng xuân đặc sắc. Chennai là nơi tập trung đông nhất Việt Kiều ở Ấn Độ với khoảng 100 người thuộc 3 thế hệ. Kể từ cuối năm 2014, cộng đồng người Việt tại đây đã tập hợp lại thành hội và có các hoạt động gắn kết cộng đồng. Đây là năm thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức đón Tết cổ truyền cùng cộng đồng tại Chennai. Không chỉ tổ chức nhiều hoạt động lễ hội đón mừng xuân mới, công tác chăm lo giúp đỡ cho những người nghèo có được một cái Tết trọn vẹn cũng được nhiều người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài quan tâm. Ngày 22 tháng 12 vừa qua, thì tại Ủy ban Nhân dân xã Đông Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, Hội Mang Non, một tổ chức của bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Đức, đã có buổi trao bò cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Theo chương trình, thì các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo có con bị khuyết tật và nhiễm chất độc da cam được nhận một con bò sinh sản để chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Mỗi con bò giống trị giá khoảng hơn 10 triệu đồng. Tổng giá trị bò giống trao tặng lần này là hơn 40 triệu đồng. Sau khi nhận bò thì các hộ gia đình sẽ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và thực hiện đúng nội dung cam kết về quản lý chăm sóc. Đây là chương trình rất ý nghĩa nhằm giúp đỡ các hộ nghèo phát triển chăn nuôi bò giống, phục hồi sinh kế, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đó là những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta từ bao đời nay. Và cứ mỗi độ Tết đến xuân về thì công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh để giành lấy mùa xuân tự do cho đất nước lại được các ngành các cấp đặc biệt quan tâm. Sáng ngày 12 tháng 1, tỉnh Điện Biên đã tổ chức đón nhận, truy điệu 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, huyện Điện Biên. Trong số 16 hài cốt liệt sĩ được quy tập đợt này, có 2 hài cốt có danh tính cụ thể, số còn lại chưa xác định được danh tính. Tại lễ truy điệu, đại diện chính quyền, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Điện Biên đã tri ân, ghi nhớ công lao, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trước đó, vào đêm 11 tháng 1, thì tại bờ nam sông Thạch Hãn, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức chương trình Đêm Hoa Đăng.
Đây là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Gần 45 năm trước, trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ, hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Lễ hội đêm hoa đăng là sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay gửi tới những người đã xả thân vì độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Thả hoa đăng tri ân liệt sĩ là hoạt động được chính quyền và nhân dân Quảng Trị đặc biệt coi trọng mỗi dịp Tết đến xuân về. Chiến tranh đã qua đi, nhưng vẫn còn đó những dấu tích của quá khứ khiến cho những người ở lại không thôi khắc khoải nặng lòng. Đó cũng là lý do khiến người cựu chiến binh của tiểu đoàn các biên ngày nào vẫn ngày đêm đi tìm hài cốt đồng đội trong suốt 30 năm qua. Quay lại chiến trường xưa với chiếc xe đạp cũ kỹ, cuốn sổ tân binh ngày trước, cùng sự khát khao mãnh liệt, hàng trăm liệt sĩ đã được ông đưa về quê hương trong niềm hạnh phúc trào dâng của những người ở lại. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe hành trình của người cựu chiến binh này. Thời kỳ chiến tranh, anh em đồng đội chúng tôi chiến đấu và hy sinh rất là nhiều. Thế thì ai cũng chỉ có một cái mong muốn là sau chiến tranh thì sẽ được đưa cái xác về với mẹ, với cha, với quê hương đất nước. Cho nên chính những người lính chúng tôi khi chôn đồng đội của mình thì thường hứa với nhau là nếu như ai còn sống sau chiến tranh thì sẽ tiếp tục trở về để mà đem đồng đội mình trở lại quê hương, mặc dù chỉ là một bộ xương thôi. Nhưng đó là cái nghĩa, cái tình của người còn sống và người đã chết. Tôi bắt đầu đi tìm đồng đội là từ năm 1978 cho đến bây giờ. Hành trang đi tìm cho tôi thì trước đây là cái xe đạp và một cái túi. Đi kèm theo đó là một cái sự trăn trở để làm sao về đến nơi mình nhắm mắt lại, nhớ lại cái trận địa hồi đó chôn ra làm sao, rồi mở mắt ra để thấy rằng hiện tại đó là làm sao và cứ khớp với nhau từng tí một. Mỗi một lần nhấc cái xương đồng đội mình lên là nó thấy nó gãy ra từng khúc một như vậy, tôi rất là đau. Tôi phải lấy những cái kéo rồi những cái con dao cắt ra từng cái rễ cây như vậy rồi nhỏ cái nước vào, rút cái rễ nó từ từ ra để cho nó đừng gãy thêm cái xương của đồng đội mình nữa. Gia đình tôi rất là xúc động, rất là sung sướng. Những giọt nước mắt sung sướng chảy ra trên lăn trên má tôi mới có những người như anh Bảo. Anh đã mang được em tôi được về quê. Thì đấy là một cái điều mà tôi thấy một cái nghĩa cử rất là cao đẹp của anh. Trước cửa tôi trồng mấy giò lan, trùng hoa khoe sắc đỏ tím vàng. Bạn chết tôi chôn trốn bạt ngàn. Trên mộ tôi trồng một giò lan, không biết vì sao hoa không nở. Thương bạn tôi buồn tím ruột gan. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt 4 phương hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để theo dõi lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang web vtv4.vn hoặc kênh YouTube của Ban Truyền hình Đối ngoại VTV4Go. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.